Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Chào anh em buổi tối ngày 1 tháng 7 anh em. Rồi, đã bước sang tháng 7 rồi nghe anh em. Rồi, thì hôm nay em lên cho anh em là tầm khoảng mười mấy lô anh em, mười mấy lô ha. Hôm nay thì lên cho anh em là Magu anh em, Magu siêu hệ, siêu đẹp luôn. Rồi, giá thì cực kỳ mềm anh em, hơi lửa ngon lành cho anh em luôn ha. Rồi, bao cho anh em đầy đủ đồ anh em, nắp xăng, nắp e, đầu bò, chén kẹp thì bao đầy đủ hết luôn ha. Rồi, em vô cái lô đầu tiên anh em. Con đầu tiên là con Echo 209 nè. Con này là con này thì em có lên cái bình xăng mới là nó nổ rồi luôn anh em, máy nổ luôn rồi ha. Rồi con này bán cho anh em 850 nghe. Rồi con này thì anh em là chốt rồi, ngày mai em test máy nổ cho anh em xem qua Zalo ha. Đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ luôn anh em. Con số 1 850 nghe. Đã lên bộ chế quanh gồ mới anh em. Rồi đã nổ. Con này nòng 32 ly 850 nghe. Tiếp theo là con số 2. Con số 2 là con Gubin đầu chùa anh em, thiếu cái bộ e thì em sẽ lắp cho anh em đầy đủ luôn ha. Rồi Gubin đầu chùa con số 2 850 ngàn, nòng 34 ly, đầu bò chén kẹp dao bao đầy đủ nha anh em. Gubin đầu chùa anh em hơi lửa ngon lành ha. Con nào dọn nổ thì em nói dọn nổ anh em, còn con nào chưa dọn thì em nói chưa dọn ha. Tại vì ở đây có con này dọn nổ nè, với con Gubin bướm mũ là em có châm xăng vô nổ rồi nè. Còn lại tất cả là máy chưa dọn nổ anh em. Rồi em vô cái con số 2 nè. Con số 2 là Gubin đầu chùa anh em, 253 nòng 34 ly, con này chưa nổ anh em. Con này 850 ngàn, tay lái thì em sẽ tặng cho anh em cái tay lái dài luôn ha. Tặng cái tay lái dài. Đầu bò chén kẹp dao đầy đủ hết nha anh em. Tiếp theo là con số 3. Con số 3 là con Gubin 351. Con này thì nòng 36 ly nha anh em. Con này là bướm nhựa ha. Bướm nhựa, bướm mũ nha anh em. Rồi, con này nòng 36 ly. Tâm lớn, bút không lớn. Con số 3 này là 2,2 triệu nha anh em. Đầu bò chén kẹp dao đầy đủ luôn ha. Rồi, con này thì em đã châm xăng nổ rồi nha anh em. Châm xăng nổ rồi nè. Anh em nào chốt thì em sẽ test nổ qua cho anh em xem. Con số 4. Con số 4 là con Gubin nha anh em. Gubin này là Gubin NB03 ha. NB03 nha anh em. Con này nòng 36 ly bướm sắt nha anh em. Con này thì nó thiếu cái tay lái dài, tặng cho anh em tay lái dài luôn. Số 4 800.000, đầu bò màu đỏ bao đẹp luôn. Rồi số 4 anh em 800.000. Số 5 là con này là con Makita nha anh em, Echogen nòng 32 ly. Con số 5 này là 550 ngàn anh em, 550 ngàn ha. Số 5, tay lái thì cho anh em cái tay lái dài mới luôn. Đầu bò chén kẹp dao đầy đủ luôn anh em. Con này là con Echogen nhưng mà nó đóng mát Makita anh em. Nòng 32 ly, 550 ngàn. Tiếp theo là con số 6, con này là con Singu anh em. 26cc nòng 34 ly, chế của nó là chế hệ Wango ga ngang 2 kim luôn. Con số 6 này là 700 ngàn anh em, 700 ngàn ha. Tay lái là tay lái tròn, đầu bò thiếu thì em sẽ lắp cho anh em đầy đủ luôn. Tiếp theo là lô số 7. Lô số 7 là hai con tấp xanh nha anh em. Tấp xanh này là cái dòng cơm Matsu hàng Trung Quốc xuất Nhật, nòng 32 ly. Rồi chế của nó là chế ga ngang quanh gồ luôn. Chế ga ngang quanh gồ Trung Quốc xuất Nhật cho anh em chứ không phải là quanh gồ Gin ha. Đây, cái này là của thằng Gin theo máy nha anh em, hàng Trung Quốc xuất Nhật. Rồi, hai cây 1,1 triệu tay lái dài. Rồi thiếu đầu bò em lắp cho anh em đầy đủ nha anh em. Lô số 7, hai con này 1,1 triệu, 550 ngàn cây. Tiếp theo là lô số 8. Rồi lô số 8 là lô này là lô Sindewa nha anh em. Sindewa Bugi đứng nha. Lô này 3 cây 550 ngàn cây, 3 cây là 1,650 triệu. Rồi tay lái em sẽ tặng cho anh em tay lái dài hết luôn ha. Sindewa S2023 lô số 8, 3 cây 1,650 triệu. Lô số 9 nha anh em. Lô số 9 là lô Magu ha. Lô này quá đẹp anh em ơi, quá đẹp luôn. Magu hôm nay thì lên cho anh em là đẹp xuất sắc ha. À, Magu. Rồi tay lái thì bao cho anh em tay lái dài hết nha anh em. Cái nào thiếu tay lái thì em sẽ tặng cho anh em tay lái mới. Đầu bò chén kẹp dao đầy đủ luôn nha anh em, đầy đủ luôn ha. Rồi lô số 9 nha anh em, 6 cây 4,5 triệu, 750 ngàn cây. Magu nha, Magu lô số 9, lô này quá đẹp ha. Rồi 750 ngàn cây. Lô số 10 nha anh em. Lô số 10 là Tanaka Dược Sao ha. Rồi lô số 10 Tanaka Dược Sao, lô này tổng cộng 5 cây anh em. 5 cây bao cho anh em hơi lửa ngon lành, 500 ngàn cây anh em. 500 ngàn cây, 5 cây là 2,5 triệu. Rồi đầu bò của nó là đầu bò 24-7 khế anh em. Cái này anh em mình về gã phụ tùng thôi cũng là lời luôn anh em. Tại vì nổi cái đầu bò không là hết 150-200 ngàn rồi nè. Ống cần ti là ti 24-7 khế luôn anh em. Rồi chế của nó là xài chế quanh gồ ga ngang, đeo đỏ tự động luôn. Tay lái là tay lái dài hết nha anh em, tay lái dài hết luôn ha. Rồi Tanaka Dược Sao anh em, lô số 10, 5 cây 2,5 triệu, 500 ngàn cây.
Tiếp theo là lô số 11 nha anh em. Lô số 11 tiếp theo là lô Magu 20 luôn ha. À, Magu 20 nha anh em. Magu 20. Lô số 11 750.000 cây, 6 cây là 4.500.000. Magu anh em. Rồi tay lái của nó là tay lái dài hết nha anh em, tay lái dài hết luôn. Đầu bò chính kẹp dao thì bao đầy đủ luôn nha anh em, bao đầy đủ. Magu 20. Lô số 11, 6 cây 4.500.000, 750.000 cây. 750.000 cây nha anh em, lô số 11, Magu 20. Magu thì hôm nay thì bao đẹp nha anh em, hơi lửa ngon lành cho anh em luôn ha. Rồi. 750.000 cây nha anh em, bao cho anh em đầy đủ đồ hết luôn, nắp xăng, nắp bue, đầu bò chén kẹp dao đầy đủ hết ha. Rồi 750.000 cây. Magu 20, 750.000 cây. Rồi tiếp theo là lô số 12. Lô số 12 là lô này. Lô số 12 là lô Magu 23 nha anh em. Lô này màu xanh ha. Lô này là đặc biệt là trợ lực hết nha anh em. Magu màu xanh nè. Quá VIP anh em ơi, quá đẹp luôn. Rồi tay lái là bao cho anh em tay lái dài luôn ha. Bao tay lái dài hết luôn. Cái nào thiếu tay lái thì em sẽ tặng tay lái mới nha anh em. Đầu bò chính kẹp dao đầy đủ luôn ha. À. Rồi lô số 12 nha anh em. Magu 23 9 cây 8.550.000. 950.000 một cây nè. 950.000 cây ha. Magu 23. Quá đẹp. Lô số 12. 9 cây 8.550.000, 950.000 cây. Lô số 12. Lô số 13 thì lại quá VIP luôn anh em, tum gời. Lô số 13 này là lô Magu 20 tum gời nha anh em, cực kỳ đẹp ha. Màu vàng siêu tươi luôn anh em. Đó ao. Rồi lô này Magu 20 tum gời nha anh em, tum gời thì anh em mình lắp xịt thuốc luôn ha, tháo đầu máy gời ra bán cũng được luôn anh em. Lô số 13 này thì 6 cây 4.800.000, 800.000 một cây anh em, 800.000 một cây ha. Magu 20 lô số 13. Rồi tay lái thì sẽ tặng tay lái dài hết luôn, thiếu tay lái thì tặng tay lái dài. Đầu bò chén kẹp dao đầy đủ luôn anh em. Lô số 13 ha. 6 cây 4.800.000, 800.000 cây anh em. Tum gời. Lô số 14 là lô này là hai con Gubin, Gubin cổ ngỗng anh em. Hai con này thì 23cc nòng 32 ly. Rồi tay lái tặng tay lái dài luôn ha. Đầu bò chén kẹp dao đầy đủ anh em. Lô số 14, 2 cây 1.400.000, 700.000 cây anh em. 700.000 cây ha, lô số 14. Lô số 15 là lô này là lô Magu 23 nha anh em. Magu 23. Rồi lô này thì 5 cây nha anh em. Lô này thì tay lái tặng tay lái dài luôn nha anh em, tặng tay lái dài luôn. Cái này tay tròn nhiều. Rồi tặng tay lái dài luôn ha, lô số 15. 5 cây là 4.750.000 nha anh em. 950.000 cây ha. Lô số 15, Magu 23 nha anh em. Lô này quá đẹp anh em ơi. Vàng tươi, đỏ chót. Lô số 15. Rồi 5 cây 4.750.000, 950.000 cây. Đầu bò chính kẹp dao thì đầy đủ anh em. Lô số 15. Rồi Magu 23 anh em, lô số 15 ha, 950.000 cây. Gubin cổ ngỗng 23. Lô này thì 700.000 cây anh em, 700.000 cây ha. Tay lái thì là em sẽ tặng tay lái dài luôn. Rồi Gubin nữa Magu anh em, Magu 20 21 nè. 800.000 cây tum gời. Rồi lô này thì đặc biệt trợ lực hết nha anh em, trợ lực hết luôn ha. Lô này 950.000 cây anh em, Magu 23 trợ lực hết luôn. Rồi lô số 16. Lô số 16 là lô này là Magu 20 màu xanh nha anh em. Màu xanh ha, màu xanh lá chuối nè. Rồi lô này là bán cho anh em là 780.000 cây anh em. 6 cây là 4.680.000 ha. Tay lái dài hết nha anh em. Magu màu xanh lá chuối 20. Lô Magu 20 nha anh em. Đầu bò chính kẹp da thì đầy đủ hết cho anh em luôn. Magu này là Magu 20 màu xanh lá chuối 780.000 cây. Lô số 16. Quá đẹp nha anh em. Nắp xăng, nắp e, đầu bò chính kẹp hơi lửa ngon lành nha anh em. Lô số 16. Rồi. Tiếp theo là lô số 17. Lô số 17 là lô Magu 23. Rồi Magu 23 nha anh em, lô số 17 ha. Tay lái thì bao tay lái dài hết luôn. Magu 23. Rồi lô này là lô số 17, 900.000 một cây anh em, 6 cây là 5.400.000 ha. 900.000 cây. Rồi đầu bò chén kẹp dao em bao đầy đủ hết nha anh em, bao đầy đủ hết luôn. Lô số 17, 6 cây 5.400.000, 900.000 cây, Magu 23. Tiếp theo cuối cùng là lô số 18 anh em, lô số 18 là Magu 23 màu xanh chuối nữa ha. Ủa Magu 20 chứ. Magu 20 màu xanh chuối nha anh em, tay lái dài luôn.
đầu bò trứng kẹp dao thì bao đầy đủ hết nha anh em. Lô số 18. Rồi 5 cây 3.9 780.000 cây nha anh em. Magu 20 màu xanh chuối, lô số 18. 780.000 cây. Rồi bao hơi lửa đủ đồ, nắp xăng nắp e, đầu bò trứng kẹp đầy đủ nha anh em. Rồi lô này là lô số 18 ha. 780.000 cây. Magu 23 900.000 một cây. Magu 20 màu xanh chuối 780.000 một cây nha anh em. Rồi anh em nào chốt máy gọi trực tiếp vào số điện thoại của em là 0946 626 585 nha anh em. Rồi xin chào tất cả anh em ha. Hẹn anh em một lát nữa ha anh em. Một lát nữa em sẽ lên cho anh em là hai lô phụ tùng ha. Rồi xin chào tất cả anh em.